Alo, xin chào cả nhà. Hôm nay Nhung sẽ cùng với anh chị và các bạn sẽ mang cái giường gấp này từ phòng ngủ ra ngoài phòng khách nhé. Bây giờ Nhung sẽ làm nhé. Thao tác là thực ra thì mọi người hoàn toàn chủ động, nên là thường thường Nhung phải tự làm thôi. Và với một cái giường nặng như thế này thì cái cách thao tác đơn giản nhất đó là cặp đôi, đầu tiên cặp đôi lại này, xong rồi tạo một cái thế này, rằng nghiêng này, đến chân này, đến chân giãn này đó, để cho nó trở về cái thế như thế này. Sau đó mình xoay, mình sẽ không phải là sử dụng cái sức mạnh vì mình chỉ có một mình thôi, do đó mình sẽ phải sử dụng một cái sự khéo léo đó, kéo ra đây. Thì để mà kéo ra được thì mình sẽ kéo cái đầu này gách ra đây một tí, qua cái gờ của cái phòng này thì mình sẽ kéo ra được. Đó, rồi, xong kéo cái gờ đấy. Tiếp theo là mình khi mà đã qua cái gờ rồi thì tiếp theo mình sẽ đùn. Đấy, cô bác nhìn thấy, anh chị nhìn thấy không, một cái chiếc giường gấp to như thế này, giường đôi như này mà Nhung hoàn toàn có thể di chuyển chỉ cần một mình thôi. Và Nhung làm cái việc này thường xuyên, bởi vì là Nhung chuyển từ phòng ngủ ra phòng khách, từ phòng khách ra phòng ngủ thường xuyên để Nhung quét dọn cho sạch sẽ. Đây, và bây giờ Nhung sẽ cất lên và di chuyển sang này. Xong. Đấy, cô bác thấy chưa? Nhung đã bê được, di chuyển cái giường gấp từ phòng ngủ ra ngoài phòng khách một cách rất giản đơn, mà không cần quá nhiều sức lực nhá. Chị Tám đang hút bụi phòng kia, cho nên là phòng này thôi Nhung tranh thủ Nhung quét cho nhanh. Đấy là cách vệ sinh nhà mà khi mà mình chỉ có một mình thôi. Mình sẽ di chuyển từ phòng này sang phòng kia các đồ vật ra khỏi vị trí cũ, và sau đó sẽ quét và hút bụi. Và bây giờ thì Nhung đã có cái phòng bên trong này tương đối sạch sẽ rồi. Chị Tám đang rất là tích cực hút vào phòng ngoài, cho nên là Nhung sẽ quét cho nó nhanh để chờ chị vào phòng này lâu. Để chị Tám chị ra đây chị hút luôn. Đơn giản vậy thôi đấy. Và bây giờ phía bên trong phòng này thì Nhung sẽ sử dụng đệm. Và trước khi mà cho đệm vào đây thì Nhung sẽ lau lại cái nhà này cho nó sạch đã nhé. Dọn cái phòng này thành phòng cho con gái Diệu Ngọc đó. Cái phòng này nó đang học này, có hai điều hòa, có điều hòa hai chiều. Mình sẽ chuyển một cái ra ngoài phòng ban công, và mình sẽ tận dụng cả cái phòng ban công nữa thành một phòng ở nữa. Mình sẽ tận dụng nửa cái phòng ban công thành phòng ở nữa, thành phòng làm việc. Còn khu vực bên này, ở ban công bên này thì mình sẽ dành cho việc phơi quần áo, rồi là tưới trồng cây, rồi là chuồng chó mèo. Đấy, cũng
chuyển vào bên đấy. Ngoài có cái bàn ăn rất chi là rộng mà chúng ta không biết tận dụng vào việc gì, chắc là tôi sẽ cho vào bàn này để cho Tiểu Ngọc sẽ làm, vừa làm bàn học vừa là bàn học các món, học làm các món ăn đấy, tức là lúc mà khâu sơ chế sau đó thì mang ra bếp sau. Thế còn đâu là chắc là như sẽ cho Tiểu Ngọc dùng một cái đệm. Cái đệm phòng này sử dụng đệm luôn, phòng ngoài cũng thế, sử dụng cái đệm của đệm. Thank you.
Là Nhung sẽ lau kính. Đây, Nhung sẽ xoay sang đây cho các cô chú anh chị thấy là Nhung đang lau cái kính của cái bàn ăn này. Thank you.
Xong rồi, Thu đã bê xong cái bàn mặt bàn này, đã lau kính rồi. Di chuyển ra phía phòng ngoài để dọn phòng ngoài. Nó dọn phòng ngoài đã. Bởi vì phòng ngoài nó sẽ cần nhiều thứ làm hơn. Và bây giờ thì Nhung sẽ Nhung sẽ di chuyển cái tối nay thì Nhung sẽ nằm ở trong phòng trong cho nên là Nhung sẽ chuyển cái đệm phòng trong. Vừa rồi thì cũng vừa mang cái đệm vào trong phòng bên trong rồi. Và bây giờ thì mình sẽ tiếp tục dọn phòng ngoài. Đây, phòng ngoài đấy thì mình sẽ dự kiến như thế này. Cái đường này nó ở bên trong, Nhung sẽ tạm cho tạm cái máy hút bụi đã hút hết ở âu này rồi, Nhung phải đổi. Mỗi một lần hút bụi là thông thường là đổ luôn. Nói chung rất hạn chế luôn. Và bây giờ thì anh chị cùng theo dõi Nhung di chuyển cái phòng này nhé. Đầu tiên là Nhung sẽ di chuyển cái ghế massage này. Mình chuyển cái này vào đây, mở cái góc này vào đây để
chuẩn bị cho là mình di chuyển xong cái này thì mình sẽ vần cái đấy ra 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 luôn. Chúng sẽ quét lại chúng có góc trong này. Thì nó cũng chỉ có một tí thôi, chứ không muốn bấm máy phục vụ nữa. Chỉ có một dẹo này thôi. Này. Chỉ tắm thì chưa hút đến góc này. Rất là dễ mà hôm nay
lâu rồi không di chuyển đấy. Phía bên trên này hoàn toàn mình vẫn có thể để được, mình vẫn để được các những cái loại vali, và nó sẽ để cao lên thì nó tạo thành một bức tường luôn. Đây nó có cái vali nhỏ nhỏ xinh xinh này nhá. Chiếc vali to Du sẽ để đây, nó làm thành một chỗ kín cho chỗ này luôn đó. Thế vào chỗ này thì Du sẽ để cái ghế massage dịch ra đây. Ok, sát với cả cái giường luôn, gần sát với cái giường, nó vẫn có cái độ cách xa của nó. Ok rồi đấy cô bác anh chị, đã thấy là vừa rồi là Dung đã tự tạo ra thành cái phòng hoàn toàn khác biệt nhá. Ở bên trong này thì Nhung biến thành phòng cho Diệu Ngọc, và bên ngoài là phòng của Nhung đây, phòng làm vừa là phòng ngủ vừa là phòng ngoài ban công, ngoài bên kia là Nhung sẽ ngồi làm việc luôn. Đó. Chỗ này Nhung sẽ để bàn ghế ra đây để ngồi làm việc luôn này. Đó. Thế và phía bên trong này thì Nhung tạo ra thành một phòng sử dụng bàn đệm.
nay thì Nhung sẽ khởi động cái phòng này. Phòng mà tạo ra hai chị Ngọc cho con gái Tiểu Ngọc. Chúng ta bây giờ sẽ làm cả ở đây luôn. Chỗ này thì đang bị ướt. Thì bé vali tè ra. Đó, để cho đây là bây giờ Nhung sẽ phải sấy lại thôi. Sẽ phải sấy lại. Hay là Nhung sẽ dùng giỏ vậy. Để sấy khô cái đệm nhá. Và có lẽ là một lát nữa mình sẽ dùng cái máy sấy mà đã mua. Dùng cái đó thì hơi tốn điện, nhưng mà hôm nay thật sự cần thiết phải sấy cái đệm này. Bé Vani đã tè ra cái đệm này. Đó. Và vừa rồi thì Nhung đã soạn xong hai cái phòng rồi. Dành cho Diệu Ngọc một cái ghế này. Để đây nhá. Đó, một cái ghế đây. Thì ghế đây con có thể ngồi học này. Đó, ngồi xem phim này. Rồi ngồi làm việc máy internet này. Đấy, và đằng sau thì có tủ thuốc nhá. Đó. Và hôm nay thì Nhung vừa hoàn thành xong 30 phút, hơn 30 phút dọn cái căn nhà này. Tương đối thôi, thực ra chưa đâu vào đâu cả, tương đất để chuẩn bị cho 2 tháng nữa con gái Diệu Ngọc lên đây ở cùng với Nhung.
Nhung xin phép tạm dừng video ở đây. Nhà cửa đã tươm tất gọn gàng rồi, Nhung thấy rất vui. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những video tiếp theo của Nhung nhé.